Trước tình hình mưa bão và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, trong một thông báo mới đây, Ủy ban nhân dân TP HCM đã đưa ra dự báo tình hình sạt lở bờ sông, kênh rạch còn tiếp tục diễn biến phức tạp. Theo Sở Giao thông Vận tải, hiện TP HCM có hơn 40 vị trí nguy cơ sạt lở cao, trong đó có 23 điểm đặc biệt nguy hiểm, tập trung chủ yếu ở các quận huyện như Nhà Bè, Cần Giờ, quận 2, Thủ Đức. Đúng một tháng, sau đêm sạt lở kinh hoàng khiến 5 căn nhà tại xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh bị nuốt chửng. Khung cảnh tan hoang vẫn còn, như mọi chuyện mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Không ăn, không ngủ gì được chân cô. Cứ hãy ngồi mà nó dòm qua đây thì thấy nó xót xa dữ lắm. Mà giờ người ta có đất có gò hay là người ta có khả năng thì không nói, còn tôi không có khả năng. Giờ nghèo mà giờ có được cái nhà vậy, giờ nó sạt đỡ rồi, giờ không biết ở đâu. Thì thấy cũng buồn lắm. Tối mình ngủ cũng lo toan, cũng phải sợ hãi. Tối ngủ không yên mà. Ngày ngủ chừng tí xíu ra dòm coi nó có ấy không. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 40 điểm sạt lở. Trong đó, hơn một nửa là điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm cần khắc phục ngay, như rạch Rồng, sông Kinh Lộ, rạch Ông Lớn 2, huyện Nhà Bè, kênh Thanh Đa, quận Bình Thạnh. Để khắc phục tình trạng này, hơn 33 dự án bờ kè như thế này đang được triển khai tại 35 vị trí sạt lở. Các vị trí sạt lở còn lại sẽ được xây dựng trong năm 2018. Còn giờ cũng nhờ bà kè này chứ thôi, không nhờ bà kè này chắc mưa này nó sạt cũng xong hết luôn chứ còn gì nữa đâu. Huyện và thành phố cũng đang đôn đốc để đầu tư cơ sở hạ tầng để sớm bố trí tái định cư cho các hộ sạt lở vừa qua. Các địa phương có các điểm sạt lở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có kế hoạch di dời ngay người dân sống tại các khu vực đặc biệt nguy hiểm đến nơi an toàn. Tại xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, một khu đất hơn 19.000 m2 đã sẵn sàng để bố trí tái định cư cho hơn 200 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao.